trên xe tôi đi bán mà. Đây người yêu ơi yêu mình anh được không? Mà thầy cô giỏi của trường mình chuyển sang bên đó hết một nửa rồi. Hôm qua thì mấy thầy cô thực tập cũng chuyển đi luôn, tại vì nghe nói là thực tập xong là có việc luôn á. Thầy ơi, em tưởng thầy đã chuyển sang trường Mimi rồi. Thầy đừng đi nha thầy. Rồi mấy thầy cô đi hết á, rồi ai dạy đây? Sao thầy bị sao vậy, mặt mày sao bị dữ vậy hả? Em nói gì, chẳng thế nào em xem thường nhân phẩm của anh đó. Anh không thích nó nhưng mà nó thích anh. Anh không nhận ra điều đó hả? Chính mắt tôi nhìn thấy bà muốn sang bên VC em đúng không? Sinh ra trên đời cha mẹ cho đôi bàn chân, bước vẫn cứ bước chắc có điều gì hối hận. Đã vài lần đặt tay mẹ dành vào nguyên sinh cuộc sống và thứ lên bàn cân, nhưng hết tôi còn sống là tôi còn viết và còn rap. Vậy tôi cũng chỉ đơn giản một công hiến như là bao con người khác. Sống thật lặng lẽ, nỗi ước mơ thật nhỏ bé và mộc mạc, công hiến cho đời trong từng câu thật chất phát ngồi làm nhạc. À, đã có lúc công trình nhưng phải dừng lại vì bao trận đấu kia, nhưng cuối cùng chẳng còn lại gì.